Bây giờ đâu là vừa mới xuống cầu Sài Gòn, bây giờ rẽ vô cầu Tóc, đang định còn đi biển chơi cuối tuần tham quan ngắm cảnh dọc dọc làm cộng ít không coi đang quen hay biển. Bây giờ là khoảng 11 giờ kém 15 12 giờ đang khởi hành từ Sài Gòn đi ra biển, dự kiến ra ăn chép với mẹ chắc đi tầm 3-4 tiếng đi lâu dừng ở đó, lịch trình là chắc đi vòng vô của cây gà đi được biển, xong rồi sau đó đi ra mẹ rồi đi vòng vòng ở đó hồng rơm hoặc đi ra bầu trắng chơi lại ra. Tính là sẽ thăm một số người bạn ở ngoài đó, mà không có hẹn trước. Chuẩn bị vô cao tốc nha. Get go. Con đường đi Dầu Dây
cây số à. Bây giờ là đi nãy giờ chắc cỡ nửa đường rồi, còn 200 cây nữa thì ra tới Dầu Dây. Đường từ Long Thành ra Dầu Dây này đường bắt đầu vắng hơn, mọi người cũng đổ đi chơi cuối tuần mà ra Vũng Tàu có vẻ nhiều hơn ha. Ra Phan Thiết sắp sửa mà làm ra đường cao tốc mà Dầu Dây mà Phan Thiết nữa, là có nghĩa là quãng đường đi Phan Thiết còn ngắn lại nữa, nhanh hơn. Hai bên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây nhìn thấy thoải mái ha, cây xanh phủ rộp luôn. Đó, bây giờ kẻ tốc độ vậy là biết tốc độ nhiêu chưa? Đoán thử à. 100 cây số bây giờ.
là đi Đà Lạt. Nay mình ra đi biển luôn. Tại nút giao Dầu Dây, đi bên phải và đi theo các biển báo cho Phan Thiết. 600m nữa, nhập vào dốc Mẹ Bồng Con quốc lộ 1A. Dài ghê luôn á trời. Gốc cơm của người Ấn Độ. Gốc cơm của người Trung Quốc. Ấn Độ. Ngon cả. Ngon. Mới đi học về hả? Rồi thử miếng đi. Mít đố nữ. Măng cục. Cơm chôm. Nhãn. Rồi. Măng cụt nhiêu vậy? Cụt 3 kg anh. Măng lớn. Được ăn thử đi em sao á. Mở ra thì cái này ăn gì. Ờ có cánh gà, đùi gà, khoai tây nè, 10.000 đúng không? Gà lắc 20.000. Quá trời luôn, vừa mới ăn cơm xong. Thôi rồi có gì gái mở ra nè. Rồi 2 phần khoai lang lắc. Có quay ta. Ồ, này ăn khoai lang lắc luôn. Rồi bây giờ tới Phan Thiết lúc 8 giờ mấy hả? 8 giờ 10 rồi. Chút nữa đậu đâu chứ? Để đó cũng được. Dạ dạ. Thấy xe nó có mà dọn. Ok, cảm ơn. Rồi vô tới đây là máy hết pin luôn. Hai đứa này ở đâu ăn sáng? Rồi tự dắt lên luôn đi. Đi từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối tới mà đi Phan Thiết mà đi kiểu dẫn đi đâu này. Cô nói là đi vòng vòng đi có quán ăn phở, hủ tiếu, bánh canh đồ đầy đủ á, không thiếu gì hết. Để coi phòng nha. Rồi. Bây giờ đi từ 11 giờ trưa mà tới bây giờ là 8 rưỡi mới tới hả? Bây giờ mới vô mướn khách sạn đây, khách sạn Cà Ti. Đây, phải có một cái bàn ghế phòng khách. Đây là được hai cái giường. Đây là hai cái giường. À. Hello. Ở ngoài đây được có cái view là ngắm sông Cà Ti. Đó. View đêm. Cái xe là để ở dưới. Đó. Hay đi tắm trước đây. Rồi phòng tắm có cái gì? Không có bồn tắm hả? Rồi phòng tắm. Bồn tắm đứng. Đây. Ở đây chỉ là không hề học tập gì nữa.
mày. Ủa cái này là món gì, cái này là cái gì? Bụi sắn kho anh. Bụi sắn kho với trứng vịt đó hả? Còn này là xíu mại đúng không? Còn này là phá lấu hả? Còn nước lèo là cái gì vậy? Sữa canh, mì xiên, bánh canh chả nuôi. Còn cái kia là cháo hả? Cháo ghẹ, ngon lắm này. Rồi một cháo ghẹ. Một bánh canh nữa. Bánh canh, cháo, nuôi. Ăn thử nha. Làm thử nghĩ ăn đi. Trứng xá xíu. Thôi vô ăn cái đó, cái này có bánh canh chả cá. Dạ có. Làm thử cháo nghĩ ghẹ. Ngon lắm. Thịt đó. Bên ăn gì vậy Bên? Hả? Đây có là bánh canh cháo rồi đó. Qua đây ngồi đủ rồi nè. Rồi em ăn cái gì vậy? Tiết mục đêm khuya tại thành phố Phan Thiết. Bánh canh chả cá. Con gái ăn gì đây? Bánh mì với lại xá xíu đúng không? Cái này buổi sáng ta ăn, cái này ăn buổi tối. Ủa ăn cháo nè. Rồi cháo ghẹ. Rồi thử coi cháo ghẹ. Cháo ghẹ nha. Nóng không? Vào nóng hổi luôn. Phòng ngon. Em thử cho các bạn. Thử tận xương không nha. Ngon. Đã không? Ngọt. Ngọt ngào luôn. Gái cho bố thử miếng rồi nha. Để biến bánh mì không? Ừ, Bên cũng vậy luôn hả? Bánh canh chả cá. Ngọt không? Ngọt luôn đúng không? Còn Bên? Gà xỉ mại, bánh mì xíu ngọt. Ngon không? Có thịt luôn. Cái này nhiêu dĩa ta?